Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Công nghệ phát triển, nhiều máy móc ra đời. Hiện tại ở các công ty sản xuất, máy móc dần thay thế lao động, khiến không ít người thất nghiệp. Sắp tới đây, chính những người nông dân lam lũ cũng có thể bị mất đi công việc vì những cỗ máy quá sức hiện đại. Thay vì phải mất công thuê 10 người làm trong một ngày, chỉ cần máy móc và làm chưa tới 20 phút. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 10 cỗ máy hiện đại đến từ tương lai khiến nông dân thất nghiệp, để xem nó hiện đại như thế nào nhé. Máy thu hoạch bí ngô. Chiếc máy thu hoạch bí ngô này chính là cỗ máy thần kỳ giúp nông dân mất chưa tới 20 phút để thu hoạch cả một vườn bí rộng lớn. Phát minh này đã cứu cánh những chiếc lưng không còn nhức mỏi và những giọt mồ hôi không phải rơi tầm tạ dưới ánh nắng oi bức. Chiếc máy chỉ cần được một người điều khiển tay lái, những quả bí ngô lần lượt từ dưới đất cùng với nhau chui toàn vào máy. Phía đầu máy có nhiệm vụ xới đất, đưa bí ngô vào dây chuyền. Bí ngô khi đã vào máy, sẽ có nông dân bên trong túc trực nhặt cành lá quấn quanh để cho ra những quả bí ngô sạch sẽ, tinh tươm, chuyển đến phần cuối máy, cho vào thùng gỗ thu hoạch. Những chiếc thùng chứa đầy bí ngô lần lượt được máy hạ xuống, chuẩn bị đem vận chuyển. Máy Masano 145B. Nhìn vào những mảnh đất, chỉ thấy toàn sỏi và đá. Nhiều người không khỏi bất lực vì cho rằng những nơi như thế không thể trồng trọt được gì. Đó là bởi vì họ chưa biết đến cỗ máy có tên Masano 145B. Sản phẩm tùy tác nhà nông này có khả năng biến sỏi đá cằn cỗi thành đất chỉ trong chớp mắt. Cỗ máy hoạt động theo cách xới lớp đất nằm sâu dưới lớp sỏi đá lên, lắp tất cả hòn đá dù to dù nhỏ xuống dưới độ sâu tới 30cm, rồi sang bằng bề mặt đất cho bằng phẳng và tạo thành từng luống. Quá hoàn hảo để bắt đầu canh tác. Watermelon Harvester. Chiếc máy thu hoạch dưa hấu hiện đại này có kích thước khá lớn để có thể chứa những thùng dưa hấu được phân loại. Sẽ có những nhân công đứng phía dưới nhận nhiệm vụ đưa dưa hấu vào dây chuyền trên máy, đến phân loại dưa hấu vào những thùng quy định chất lượng và kích cỡ khác nhau. Dưa hấu tuy nặng nhưng lại khá dễ vỡ, vì vậy nên việc thu hoạch vừa tốn sức lại phải cực kỳ cẩn thận. Có sự trợ giúp của máy thu hoạch hiện đại giúp người nông dân đỡ vất vả biết bao. Máy hốt lúa. Lúa sau khi được thu hoạch sẽ đem đi phơi. Người nông dân đã gặt lúa, đem phơi rồi mà lại còn tốn sức hốt lúa về. Hiểu được nỗi nhọc nhằn này, phát minh máy hốt lúa ra đời, xóa tan muộn phiền. Cách vận hành có thể nói là tương tự chiếc máy hút bụi trong nhà. Những hạt lúa nằm rải rác trên sân được cỗ máy hút vào trong. Cỗ máy hốt lúa vừa có quy mô lớn dành cho nhà nông trồng lúa sỉ, vừa có cả quy mô nhỏ dành cho hộ gia đình trồng lúa nhỏ và lẻ. Nơi đâu cũng có máy của công nghệ nông nghiệp hiện đại. Robot trồng hoa. Lạc vào nông trại hoa đến từ tương lai, bạn sẽ thấy nhân công mình đồng da sách đang tấp nập làm việc. Đó là viễn cảnh cho sự lên ngôi của phát minh robot làm nông. Sở hữu đôi chân lanh thoang thoát, những con robot trồng hoa này vô cùng nhanh nhẹn trong việc vận chuyển các chậu hoa. Chúng có thể nhận diện đâu là chậu hoa và lập tức ôm mang đi. Nhân công nhanh nhẹn như vậy thì ai mà không muốn tuyển cơ chứ?
5. Thu hoạch táo. Nào giờ cứ nghĩ rằng thu hoạch táo là phải hái từng quả từ trên cây xuống. Càng nghĩ lại càng thấy vất vả. Thì ra công việc này được một cỗ máy hiện đại chịu trách nhiệm. Chiếc máy thu hoạch sẽ đi qua những hàng cây táo. Cứ mỗi lần ngang qua một cây thì cây ấy sẽ được dụ rung lên bần bật, làm rơi rụng tất cả táo trên cây. Những quả táo ấy sẽ theo băng chuyền được xếp vào thùng đựng một cách nhanh chóng. Bốn, máy cuốc đất. Chiếc máy cuốc đất thay thế cho sức lao động của những người nông dân quả là một ước ao vĩ đại khi xưa. Này, chiếc máy đến từ tương lai đã có mặt trên những mảnh ruộng. Ngoài các bánh xe với máy di chuyển, cỗ máy này có thêm hai chiếc càng trực tiếp làm công việc cuốc đất. Thoạt nhìn sẽ nhận ra hai chiếc càng thoang thoát bới đất trông giống đôi chân của một con bọ ngựa lực lưỡng nào đó. Ba, máy phun thuốc. Máy phun thuốc hiện đại có cái thứ khá là đồ sộ. Nó là chiếc xe tải có một vòi phun khổng lồ chứa lượng thuốc phun lớn. Chính vì vậy, trong một tiếng đồng hồ, máy có thể phun thuốc cho từ 10 đến 15 hecta đất. Chiếc xe tải di chuyển dọc theo xung quanh mảnh ruộng, đi đến đâu, phun thuốc đến đó. Phải ra một lượng lớn thuốc, chỉ cần đi hết một vòng là đã phun xong mảnh ruộng đó. Máy phun hiện đại này không chỉ phun ở những nơi thấp như đồng ruộng, mà còn phun được ở những khu vực cây cao như vườn chuối. Bó rau. Việc phải vừa tấm bó rau vừa cột dây xung quanh chắc hẳn đã gây khó khăn đối với nhiều người. Chiếc máy giúp chúng ta bó rau một cách nhanh gọn, vì thế đã ra đời. Đây quả là một phát minh nông nghiệp vĩ đại đến từ tương lai. Chỉ cần tấm rau lại thành bó rồi đưa vào máy, lập tức trong vài giây sợi dây từ máy nhảy ra buộc lấy bó rau một cách chắc chắn. Tính ra nếu thời gian bình thường buộc được một bó rau thì khi buộc bằng máy phải lên đến cả 10 bó như chơi. Một, hái cau. Không phải ai cũng có thể tay không mà trèo lên cây cao và thẳng đuột như cây cau. Chiếc máy đến từ tương lai này sẽ giúp bạn hái cau vô tư mà không cần leo trèo làm gì. Chỉ cần ngồi vào máy, tay lên ga là chiếc máy sẽ ùng ùng đưa bạn lên tới ngọn cau nếu thích. Cỗ máy hái cau này có lẽ là hậu vệ của các chiếc xe máy đổ trên đường. Thay vì đạp số tiến về trước thì đây lại là bay lên trên. Lên. Bạn ấn tượng với cỗ máy làm nông hiện đại nào nhé? Để lại bình luận bên dưới cho mọi người biết. Đừng quên like, share và nhấn nút đăng ký kênh để cùng thế giới hôm nay khám phá nhiều điều thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại!